Dương Huệ tiễn thầy ra sân bay, Mạnh Quỳnh tặng số tiền lớn cho Tuyết Nhung làm hành trang đi Thái. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Dương Huệ cho biết đang có mặt ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để tiễn thầy Mạnh Quỳnh về Mỹ. Sau khi kết thúc gần một tuần ở Việt Nam hỗ trợ giúp đỡ học trò, hoàn thành mini show kỷ niệm 5 năm đi hát, Dương Huệ viết cảm ơn thầy đã hỗ trợ cô học trò bướng bỉnh trong những ngày vừa qua. Chúc thầy bay thượng lộ bình an và thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại thầy vào một ngày gần nhất tại quê nhà ạ. Riêng về phần Mạnh Quỳnh, nam ca sĩ gọi Dương Huệ là cô học trò mong manh dễ vỡ. Anh cho biết phải trở về Mỹ để đưa hai cậu con trai đi chơi hè. Nam ca sĩ cũng hẹn gặp lại khán thính giả ở Việt Nam vào tháng 10 tới. Dưới phần bình luận trạng thái của Mạnh Quỳnh, nhiều khán giả bất ngờ đăng tải lại những lời dặn dò của ca sĩ Phi Nhung vào 2 năm trước, cũng là khi Mạnh Quỳnh rời Việt Nam về Mỹ. Phi Nhung dặn dò, bạn già lên máy bay ngủ một giấc nhé, về đến nơi gửi thăm bà con hải ngoại đồng nghiệp và gia đình bạn già nhé, thương lắm, ngồi máy bay một mình, ai biết được nghệ sĩ mất ngủ, hai mấy tiếng đồng hồ, xuống đến mặt đất vẫn cười tươi. Phi Nhung luôn là vậy, là người hiểu rõ Mạnh Quỳnh nhất, cặp đôi huyền thoại của trung tâm Thúy Nga. Đây là năm đầu tiên cả Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đều vắng mặt tại một số của trung tâm. Việc đưa gia đình đi du lịch cũng là lý do vì sao Mạnh Quỳnh vắng mặt trong chương trình kỷ niệm 40 năm thành lập của trung tâm Thúy Nga. Khán giả tỏ ra khá tiếc nuối khi sau lần này diễn ra ở Thái Lan, có mặt ba cô con gái nuôi Phi Nhung mà lại không có Mạnh Quỳnh. Tuy nhiên, trước khi về Mỹ, ba Mạnh Quỳnh cũng đã kịp dự tiệc sinh nhật của Tuyết Nhung. Món quà của ba dành cho con gái chính là 10.000 bạc Thái Lan, gần 7 triệu đồng tiền Việt. Tuyết Nhung tự hào khoe trên trang cá nhân món quà của ba Mạnh Quỳnh và nói rằng ba tặng nhiêu đây thì dư sức con gái qua Thái mua sắm rồi. Cùng chúc Tuyết Nhung thiên nhân Quỳnh Trang sẽ có chuyến lưu diễn thành công tại Thái Lan. Happy birthday to you. Happy birthday.